Banh hết luôn rồi trời. Thúi quá trời thúi ơi. Chứ cái bồn cầu hai chị em nó ngồi kiểu gì mà nó tét ra làm hai luôn vậy không biết nữa. Thì ớn không? Kiểu này thì leo lên chảnh nhảy hấp hấp chảnh luôn cái gì mà. Bởi cái kiểu này là con Như nữa chứ không ai chứ. Phá chạy hâu luôn thiệt chứ. Gì nữa vậy? Đi qua nhà bà Tám chơi có chút xíu à. Mà ông Tám ngồi hút thuốc chị không nổi luôn. Ủa? Sao bữa hôm đó bà Tám kêu ông bỏ rồi? Ông không có chịu bỏ. Em khuyên ông còn không nghe nữa. Nói chi bà Tám hút thuốc giảm tuổi thọ mà ông hút hoài à. Ông năm nay nhiêu tuổi vậy em? 60. Vậy ông hút phải rồi khuyên chi em? Phải gì? Hút thuốc là giảm tuổi thọ đó ông. Sao ông khuyên được? Em mới nói hút thuốc giảm tuổi thọ đó. Ông mà ông hút lại giờ ông 80 rồi. Ủa khi em đi bán muối luôn không chừng. Tôi bán cho ông cái gì vậy? Đây là Trần. Sao lúc gà đen dữ vậy Trần? Chân mày nữa nè. Có mấy cọng mà Trần. Thiệt chứ. Trang điểm lên nhìn coi được được một chút. Tẻ Trang một cái mình còn mắc ấu nữa chứ đừng nói mấy hạng con trai. Đây là Trần. Đã xấu rồi còn nghèo nữa. Hứa gì chịu nổi không? Ui. Ủa? Mày biết cái nhan sắc siêu phàm của mày nữa hả? Ngồi đó mày xàm xàm hoài đi nha. Mày ngồi cái bồn cầu cứ gì mà nó bể tè le tắc lét dữ vậy? Tét thì thay đi nó tôi làm chi? Mặt như vậy chứ đủ xấu quá vậy á. Bắt đi mua bồn cầu. Ngừ về tới rồi cái bồn cầu đâu? Ông đi mua đi. Tôi vô một chục tiệm hết 11 tiệm không có rồi. Mày mua ở đâu mà không có? Chỗ bán bồn cầu chứ đâu. Hỏi mua bồn cầu cũ không mày có hết trơn á. Mày mua bồn cầu cũ về mày xài mình nên mày luôn đi. Bộ hiếu tiền lắm hả? Mua bồn cầu mà ổng đưa 50 ngàn mà coi đủ không? 50 của ổng bự không mắc xe bò nữa. Bồn cầu tao đâu? Không bán luôn, một chục tiệm đủ hết 11 tiệm. Mày kể. Thì tôi vô mua bình thường như người ta thôi. Tôi đi vòng vòng coi từng cái tới chừng kiếm được cái vừa ý rồi thì đủ tôi về. Mà tiệm nào cũng vậy hết á, chịu nổi không? Cho tao cái kết luôn đi. Bởi đi với chị hai mua điện thoại cho bả nè. Bả gọi bắn bả thử cho đã không mới mua. Tôi bắt chước thử bồn cầu luôn. Vậy mà nó đủ tôi đó. Làm gì nhìn tôi. Mua có gì cũng phải thử cách ăn chứ. Mà dạy tôi mà. Mày vô mốt rồi đi bủ chuối luôn đi. Ê, ê, tụi tôi sao? Bủ chuối luôn. Ôi là trời, con nhỏ em ăn mặn bắt con chị khát nước nè.